thầy của Ronaldo tại Al-Nassr gặp nguy hiểm. Ông Luis Castro, huấn luyện viên của siêu sao Cristiano Ronaldo tại Al-Nassr đã buộc phải nghỉ huấn luyện sau khi gặp một vấn đề liên quan đến sức khỏe. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Luis Castro sẽ không có mặt khi Al-Nassr trở lại thi đấu tại Saudi Pro League vào thứ 6 trên sân nhà gặp Al-Fayhah. Quyền chỉ đạo đội 1 sẽ được giao cho trợ lý huấn luyện viên Vitor Severino đến khi có thông báo mới. Một tuyên bố từ Al-Nassr có đoạn, huấn luyện viên của đội 1, ông Luis Castro đã được bác sĩ khuyên nên hạn chế hoạt động thể chất trong vài ngày sau một thủ tục y tế nhỏ. Ông Vitor Severino, trợ lý huấn luyện viên thứ nhất sẽ phụ trách đội bóng cho đến khi ông Castro trở lại. Chúc ông sớm khỏe lại. Huấn luyện viên Castro đã dẫn dắt Al-Nassr kể từ tháng 7 năm 2023 khi ông được đề nghị có cơ hội làm việc với người đồng hương Ronaldo ở Trung Đông. Ông đã cầm quân 48 trận, giành được 36 trận thắng và chỉ chịu 6 thất bại. Mặc dù vậy, trước một Al-Hilal quá xuất sắc đã khiến những thành tích ấn tượng kể trên không mang lại danh hiệu cho Al-Nassr. Al-Nassr đang hy vọng sẽ thu thập được nhiều danh hiệu lớn hơn trong năm 2024, bất chấp việc phải chịu đựng nỗi thất vọng ở AFC Champions League và Siêu cúp Ả Rập Xê Út gần đây. Lúc này, Ronaldo và các đồng đội không còn nhiều cơ hội đua tranh danh hiệu Saudi Pro League và chỉ còn duy nhất sân chơi cúp nhà vua Ả Rập Xê Út, nơi họ đã có mặt ở trận bán kết và gặp Al-Khalid vào ngày 1 tháng 5 tới. Liên quan đến Al-Nassr, ngoài việc huấn luyện viên trưởng Luis Castro vắng mặt, ở trận đấu này đội chủ nhà cũng không có sự phục vụ của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ thụ án treo giò 2 trận sau tình huống đánh nguội với hậu vệ Ali Boulahi của Al-Hilal trong trận bán kết Siêu cúp Ả Rập Xê Út mới đây.